Có một lần tôi tìm về xứ Quảng, theo dọc con sông Thu Bồn, tôi tìm về cội nguồn của câu ca muối mặn gừng cay. Trong chuyến đi này, tôi được thấy được nghe đủ chuyện. Có chuyện ngọt lành như đất bãi bên bồi, có chuyện xót đau như sóng sông đập vào bên lở. Có một câu chuyện đặc biệt về một cô gái tên Thủy và những người bên cô liên quan tới cô. Sau chuyến đi, câu chuyện về cô gái tên Thủy ấy cứ mãi ám ảnh tôi, cứ khiến tôi day dứt, để cuối cùng trong tôi dần vỡ hé ra rằng, ở nơi đây, trên dọc con sông Thu Bồn, câu ca muối mặn gừng cay không chỉ là một lời nguyền về tấm lòng thủy chung huyền thoại. Và tôi không thể không kể câu chuyện về Thủy và những người còn lại thành phim. Chị tính tóc em cắt tém coi có được không? Cắt thì được, nhưng coi thì không. Sao chị nói vậy? Thì ổn chứ sao, kiếm cả cái làng này cũng không có đứa con gái nào có mái tóc đẹp như mi. Ổn là một chuyện, ở cái xứ nhà quê này, em mà cắt đầu tém thì chẳng giống ai hết trơn. Nhưng để dài mãi cũng chán ngắt hả? Con Thủy đã muốn thì chị cứ cắt, để chị em mình được coi cảnh đám con nít bám theo con Thủy hát về và ném cước bột khô lên đầu của nó. Nè, nếu tao mà đã muốn thì hát về với cước bò khô cũng không là chi mà kể vô nghe. Anh Thắng, đi đâu đó? Chở lúa cho chú Năm đi không? Chờ em một xíu. Chị, cho em mượn đỡ mấy chục đi. Thằng Sơn nhà chị cho em nghỉ làm ở xưởng dệt ra đây để nó gặp, sao lại không chờ? Thì chị thấy đó, đã gọi xong rồi mà có thấy ảnh ra đâu. Cho em mượn đi, rồi em sẽ nói chuyện với ông em Sơn Tinh của chị sao? Cảm ơn chị. Nhớ chiều về, xin những thớ mà trả cho chị. Cái con Thủy thiệt lạ, tốt nghiệp đại học, lại còn được bố trí việc làm, mà còn không chịu. Về làng, ôm cũng vậy làm chi? Trời, chưa lạ lắm đâu. Coi thái độ con Thủy là chỉ biết sắp tới làng này sẽ có chuyện động trời. Chuyện chi vậy chị? Con Thủy và thằng Thắng sẽ lấy nhau. Chị nói sao? Ông Thới lấy bà Ngà, rồi con trai ông Thới lại lấy con gái bà Ngà. Chuyện chi lạ vậy? Thế mới động trời. Chỉ uổng công thằng Sơn nhà chị theo đuổi con Thủy thôi. Con anh lấy con em, lạ thiệt đó. Trời đất, để chiều tắt nắng rồi em ra hái, nung chi mà chặt cá canh vậy? Của ông Tư Đậu chặt phá dâu để chuyển đổi cây trồng, tí của trời tôi mang về, chứ có phải của nhà mình đâu. Rồi anh còn định bác thang đi đâu nữa đó? Ra lợp lại cái nhà ngoài bãi. Khi nãy đi ngang qua, thấy một gốc máy bị lật. Chắc là tại trận gió đêm qua đó. Vậy chờ em đi luôn thể. Chứ một tay cầm lái, một tay giữ thang, gió ngoài bãi hất bay anh xuống sông đó. Quái lạ, bò bê nhà ai mà lại buộc ở giữa đường thế này? Ai có bò ra dẹp cho đi nhờ một xíu. Em xuống cởi dây rồi lùa chúng xuống bãi cho anh. Anh bước xuống lùa, không gần hơn em hay sao? Không phải em làm biến đâu nghe. Bê bè, cái bè nhà ông Thới, có con anh
Nè, lại dẹp bò cho xe chú qua, rồi hát gì thì hát. Đâu có gì mà chú thắng, chúng tụi con dẹp đường thì phải có điều kiện. Đúng rồi. Điều kiện gì? Mấy đứa nói chú nghe coi. Chú phải bồng chú để sức, rồi hơn con ai trước mặt tụi con không có chuyện. Anh còn cười được với tụi nó sao? Mấy đứa quá trớn rồi đó nghe. Thôi, lại dẹp bò cho xe chú đi. Nếu tụi con muốn có thể dẹp bò cơ. Sao vậy? Được thôi, để cô cột hết bò vô đuôi xe, kéo về làng, cho tụi bay tha hồ đứng đó mà hát về. Cảm ơn tụi bay ơi. Lặng lặng mà nghe tôi hát bè bè, cái bè cô thủy không yêu chú sơn, chỉ mê chú thắng, đi thắng đi vắng, thủy vẫn đợi chờ như bến như bờ để thuyền neo đậu. Em chấp làm chi tụi con nít? Em đang nghĩ gì vậy? Anh dừng xe lại cho em hỏi. Tắt máy luôn đi. Có chuyện gì về em? Anh đã thưa chuyện của tụi mình cho Dượng và má em chưa? Chưa, mà sao? Vậy thì chỉ khi nào có lệnh của em, anh mới cho mọi người biết, rõ chưa? Sao thế? Chẳng sao cả. Hay em đã dính bã của thằng Sơn, chủ xưởng dệt, thì nói trớt cho rồi. Thì cứ cho là như vậy. Thôi, anh chở lúa về giao cho chú Năm đi. Em đi bộ tắt về nhà cũng được. Kìa, nếu em không nói thiệt, anh ở đây suốt đêm nay cho em coi. Thì anh cứ ở. Bộ đội suốt ngủ rồi mà vẫn như con nít. Thì không con nít nữa vậy. Em kể cho anh nghe đi. Em không muốn sống ở quê nữa. Nhưng vì cái gì mới được chứ? Chẳng lẽ vì mấy câu hát vè của tụi con nít đó sao? Em chán cảnh sống ở làng quê từ khi anh đang còn ở trong quân ngũ. Sau khi tốt nghiệp trường kinh tế, đã mấy lần em định bỏ quê vô thành phố, nhưng đành thôi, ráng chờ anh về rồi tính. Em nói thiệt chứ? Anh cứ nghĩ cho kỹ. Nếu không đồng ý với em thì coi như chuyện tình cảm tụi mình chưa có chi. Nhưng sao em lại chán sống ở làng quê? Vì ở quê thì khó làm được điều chi nên chuyện, nhất là khi có gia đình, con cái. Vì vậy em muốn làm được điều chi đó trước đã. Vậy có nhất định phải vô thành phố em mới làm được điều chi đó? Không nhất định, nhưng dù sao ở thành phố vẫn có nhiều cơ hội hơn, đúng không? Cả kèo lẫn cột đều một rác hết rồi. Nếu mà không làm lại á thì không qua nổi mùa mưa tới đâu. Hay là ta thắp nhang xin khiêm cho chuyển bàn thờ vô trong đó, còn mảnh đất và ngôi nhà này thì nhượng cho người khác. Nếu anh cảm thấy không giữ nổi lời hứa trước kia thì để má con em dọn ra ngoài này ở cho anh khỏi phiền. Em đừng có nghĩ sai về tôi.
có hưng hồn kim chứng giám. Chừng nói năm trời, dù đêm hôm mưa gió, dù công việc ngập đầu, tôi vẫn ba ngày một lần đưa em ra đây thắp nhang cho Khiêm, mà không có lời than phiền nào cả. Tôi chỉ muốn... Ngoài việc không muốn chuyển bàn thờ Khiêm vô trong đó, tôi còn biết em muốn giữ ngôi nhà này lại cho thằng Thắng. Nhưng tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu sau này thằng Thắng lấy vợ, dọn ra đây ở, thì cha con tôi sẽ mang cái tiếng tham lam. Dân làng sẽ kháo nhau cửa miệng rằng tôi đã được trâu lại lấy luôn cả cọc. Nếu thằng Thắng lấy đứa nào đó rồi dọn ra đây ở thì mới nên chuyện. Chứ nó với con Thủy thành vợ thành chồng thì có gì mà anh phải sợ tiếng tham lam. Em nói cái gì? Thằng Thắng với con Thủy nhà mình mà thành vợ thành chồng? Phải. Mà anh hỏi thế là có ý chi? Tôi thấy chúng nó như là anh em ruột ở trong nhà, chứ có tình ý gì đâu. Có đó. Có từ lúc con Thủy tiễn thằng Thắng nhập ngũ kìa. Vậy là đã 5 năm. Ừ. Sao em không nói cho tôi ngay hồi đó? Thì bây giờ anh biết cũng đâu có muộn. Chắc gì đã không muộn. Tôi lấy em, rồi con em lại lấy con của tôi. Vậy là toàn dân cái làng này sẽ bỏ hết lúa má tầm tư mà túm năm tụm ba để buôn chuyện. Họ buôn chuyện đến khi rã họng hết hơi rồi cũng phải im. Ta cho hai đứa cưới nhau sớm ngày nào, họ mau im ngày đó. Không được đâu. Thằng Thắng thì để đó cho tôi, còn con Thủy em phải lựa lời nói với nó. Phải tách chúng nó ra càng sớm càng tốt. Rồi ta sẽ cưới vợ cho thằng Thắng, gả chồng cho con Thủy. Nè, tôi để ý thấy thằng Sơn chủ xưởng dệt, nó cũng được đó chứ. Nè, nếu con gái tôi không xứng với con trai anh thì thôi, tôi không mượn anh ép gả nó cho người khác. Em nói cái gì mà chướng vậy? Thằng Thắng là bộ đội xuất ngũ về làng, con Thủy vừa tốt nghiệp đại học, nhưng hiện là gái ươm tơ dệt lụa trong xóm, thì sao lại không xứng đôi vừa lứa? Vậy khi anh Khiêm tái ngũ, anh hứa với ảnh cái chi? Giỡn chứ hứa chi. Ai có con khi lớn lên không ghép cho đám này đám khác, không thể coi câu đùa giỡn nó là một lời hứa được. Vậy tại sao anh không muốn cho con Thủy và thằng Thắng đến với nhau? Chúng nó không được lấy nhau, vì ba má chúng nó đã rổ rác cạp lại với nhau rồi. Nhưng mà tụi nó không dây dưa huyết thống thì mắc gì phải sợ. Tôi không ngờ anh là đàn ông lại từng tham gia quân ngũ, buôn ba đây đó, mà đầu óc còn cạn hơn cái vũng trâu đầm. Nè, em nghĩ về tôi thế nào cũng được, nhưng không có chuyện thằng Thắng với con Thủy thành vợ thành chồng. Nếu vậy anh cũng không được ra lệnh cho con Thủy phải thương ai lấy ai. Được chứ. Trước khi đón hai má con em về ở với cha con tôi đã thắp nhang xin với Kim là được chăm sóc con Thủy cũng như là con đẻ. Tôi phải có trách nhiệm với nó.
hơn. Má cũng đã nói hết lời, nhưng Dưỡng My không chịu. Ông còn bắt má lựa lời nói để My và thằng Thắng chia tay. Vậy mà từ trước tới nay con cứ nghĩ là Dưỡng thương con lắm. Thì vẫn thương chứ sao. Ông còn tính gả My cho thằng Sơn, chủ xưởng dệt nữa đó. Đến với ai là chuyện của con, sao Dưỡng có thể tính thay cho con được? Khẽ mồm chứ. Chung My cũng tại ông sợ cả làng cả tộc đồn thổi chuyện con anh con em. Trễ rồi má. My nói cái chi? Chẳng lẽ tụi bay dám vụng trộm rồi sao? Má chẳng hiểu gì cả. Anh Thắng, để thằng Tuấn học một mình, anh đi với tôi một lát. Đi đâu vậy ba? Đi coi cái hồ đầu đình có đấu thầu được không? Cứ theo hướng đó mà giải, nếu ra nghiệm số nhỏ hơn không là đúng. Dạ. Mày nói đi, có đúng vậy không? Má nói đúng cái chi? Thiệt rồi, ngớ ngác chữ mi là dính thiệt rồi. Má chỉ toàn nghĩ chuyện vớ vẩn. Ý con muốn nói là tụi con nít chăn bò đã hát về về chuyện của con và anh Thắng. Cả làng đã biết chuyện của tụi con rồi. Họ hát về về chuyện anh với con Thủy đó. Tụi nó có sai đâu. Mà sao chuyện ở trong nhà chưa tỏ, nhưng ngoài ngõ đã hay. Anh đã lớn, đã được rèn luyện trong quân ngũ, sao không ý thức được cái việc của mình làm? Nè, bây giờ làm sao có thể bịt miệng tụi con nít kia? Chẳng bịt nổi đâu ba. Ba và dì cứ cho phép tụi con đến với nhau, chỉ một thời gian sau khắc hết chuyện. Trời ơi, sao cái lối suy nghĩ của anh và bà giống nhau quá vậy? Sống theo cái kiểu không biết đến họ hàng làng xóm thì chỉ có cách đưa nhau lên núi. Các người, các người coi thường tôi quá thể mà. Bình tĩnh đã ba. Con có lỗi là không nói sớm cho ba hay chuyện của con và Thủy. Nhưng nói cho cùng thì chuyện của tụi con không phải là quan trọng nhất trong lúc này. Nếu anh nghĩ được thế trước khi xuất ngũ có hơn không? Bây giờ tôi mới thấy tiếc là tại sao không động viên anh phục vụ lâu dài trong quân đội. Ý con không phải thế. Có một chuyện khác quan trọng hơn mà ba cần được biết, chỉ có ba mới giải quyết được. Chuyện gì? Chuyện Thủy định bỏ quê vô thành phố. Nè, tụi bay bày trò dọa tao để buộc tao chấp nhận cho tụi bay lấy nhau, đúng không? Con chẳng bao giờ làm thế. Ngay cả bây giờ, dù ba không đồng ý cho tụi con đến với nhau thì con cũng không bao giờ có ý định bỏ quê đi nơi khác. Vậy là chuyện bắt đầu từ con Thủy. Mà sao tụi bay rắc rối quá vậy? Muốn lấy nhau trong khi một đứa lại muốn bỏ quê đi. Quài bắp lộn tùng phèo, tao không hiểu nổi à. Ba cứ hiểu đơn giản như thế này. Tụi con yêu nhau từ khi con nhập ngũ. Con đi rồi Thủy mới có ý định bỏ quê vô thành phố. Nhưng cổ ráng chờ con về rồi tính. Bây giờ chuyện còn tệ hại hơn. Thủy sẵn sàng bỏ đi bất cứ lúc nào mà không cần biết con có đồng ý hay không. Nếu không cần tới mì thì nó vô thành phố với ai? Làm gì để sống? Con cũng đã hỏi như vậy, nhưng Thủy không trả lời. Về nhà. Kìa ba, chuyện này hệ trọng lắm. Ba đừng vội. Về pha cho tôi bình trà thiệt đậm. Đêm nay tôi tính. Thank you.
Má đơm mẹ lên. Muốn khỏi trễ, từ mai dạy đỡ tôi một tay. Con gái lớn bằng cây rơm rồi mà đầu óc cứ để đâu đâu á. Chẳng trách người ta không muốn nhận làm dâu trong nhà. Trời đánh còn tránh bữa ăn. Mới sáng ra mà em sóc óc tôi dữ vậy. Không sóc óc sao được. Lúc con Thủy còn nhỏ thì anh nuông chiều. Để đến lúc nuôi nó lớn, anh muốn gả vội cho người khác. Từ nay, con anh chăm, con tôi dạy. Chẳng liên quan chi hết. Nói như vậy á, thì việc chăm thằng Tuấn phải chia ca. Dì và ba mỗi người một buổi. Nè, em không phải là con trâu nuôi chung đâu đó. Cả anh Thắng nữa. Từ nay anh đừng quan tâm tới con gái tôi. Nó không xứng với anh đâu. Sáng nay má ăn phải rọc mùng hay sao mà gây chuyện với cả nhà như vậy? Mi con nít biết cái gì mà góp chuyện. Ăn lẹ còn đi học. Má thiệt là quá đáng. Thủy, ngồi xuống ăn cho xong bữa đi con. Cứ để cho nó đi. Không phải con anh, đừng có níu giữ. Có gai góc thì cũng một vừa hai phải thôi chứ. Cô chưa biết là con Thủy muốn bỏ cái nhà này, bỏ cái làng này từ lâu rồi hay sao? Con ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây nghe Dượng nói. Thắng đã nói hết mọi chuyện với Dượng. Từ chuyện tình cảm của hai đứa đến chuyện con muốn bỏ quê vô thành phố. Dượng thức cả đêm để suy nghĩ cho con. Bây giờ cả nhà nghe ý của tôi thế này. Chú Thới, ông trưởng mời chú thím, em Thắng và Thủy trưa nay qua nhà thờ tộc có chuyện nghe. Nè, nói tiếp cái ý của anh đi chứ. À, chắc tụi trẻ đã hát về trước cổng nhà thờ tộc nên ông trưởng mới cho người qua tìm. Thôi, phải coi ý ổng ra sao đã. Thủy làm đi. Sao bữa nay anh Sơn rờ của em kỹ vậy? Chắc là sau khi nghe đám con nít hát về, anh đã hết muốn rờ em Thủy rồi. Con nít hát làm sao? Mi hát lại tao nghe. Cả làng đã thuộc hết những câu về mà Mi còn chưa biết sao? Đừng có giả điếc. Tao chưa biết thật mà. Mi hát thử tao nghe. Tụi nó hát như vậy nè. Lặng lặng mà nghe tôi hát về về. Cái về cô Thủy không yêu anh Sơn, chỉ yêu anh Thắng. Khi Thắng đi vắng, Thủy vẫn đợi chờ như bến như bờ. Để thuyền neo đậu, lặng lặng mà nghe tôi hát về về. Cái về cô Thủy không yêu anh Sơn, chỉ yêu anh Thắng. Khi Thắng đi vắng, Thủy vẫn đợi chờ như bến như bờ. Nè, các cô hết muốn làm việc rồi phải không? Từ bây giờ, nếu ai còn hát về, tôi sẽ liền khung giờ của người đó ra ngoài sân ngay lập tức. Cái con Thủy thiệt lạ, tụi mình chăm rứa mà nó vẫn cứ im. Đúng đến cứng họng, không im thì biết nói cái chi. Nó kỳ đẹp, kỳ giỏi, nên khen tụi mình. Nó không làm chất thì có. Nó dám coi thường cả tao sao? Chờ đó rồi biết. Thủy vô làm đi. Giận mấy đứa làm chi cho mệt. Em mà giận
không thèm chấp tụi nó thì có. Thủy nè, em giờ rất đẹp, nhưng cái xỉn nè, phải tích cực hơn mới đảm bảo thu nhập. Đảm bảo thu nhập? Anh nói cứ như là em có thể làm giàu từ cái khung dệt cũ trong cái xưởng rách của anh vậy. Anh biết chứ, gọi là xưởng cho nó quay vậy thôi. Hy vọng sau đôi ba năm nữa mọi chuyện sẽ khác. Thì anh cứ việc hy vọng sau đôi ba năm nữa. Còn bây giờ nè, cầm lấy. Chuyện gì vậy? Ai gọi đầu thì người đó trả tiền, em không cần người khác trả giùm đâu. 5.000 bạc, chứ nhiều nhạn chi mà Thủy phải rạch ròi như vậy. Hơn nữa chủ tiệm lại là chị gái của anh. Dù thế nào thì cũng phải rõ ràng. Từ nay anh đừng làm như thế nữa. Nè Thủy, còn chuyện tụi con nít hát về có thiệt không? Có hay không liên can gì đến anh? Có chứ. Nghe mấy cô về mà anh buồn tê người. Sao vậy? Biết rồi còn hỏi. Anh yêu em mà. Anh chỉ yêu đôi tay dệt lụa của em thôi. Nói cho chính xác thì anh bắt đầu yêu em từ đôi bàn tay tài hoa đó. Lâu nay anh có nói chuyện với Dượng em không? Không. Có chuyện chi hả? Ông muốn gả em cho anh đó. Vậy ta ông không tán thành chuyện của em và Thắng. Thôi, để lúc khác nói chuyện. Bây giờ em phải vào dệt đây. Nè Thủy, anh có mang cơm trưa cho cả em. Ai mượn anh làm thế? Bộ không có anh thì em chết đói chắc. Anh chỉ muốn trưa nay em ở lại xưởng cho anh được nói chuyện với em. Em phải sang nhà thờ tộc. Ông trưởng kêu cả gia đình em qua bên đó trưa nay. Em xin lỗi. Tôi cũng muốn thế, nhưng kẹt nổi cháu lớn bận thi tốt nghiệp đại học ở trong thành phố. Nhà tôi thì phải ở lại trên đó lo quán xuyến doanh nghiệp, thành ra chỉ có cháu nhỏ theo về. Thế mới phải thu xếp. Nhưng mà cái quan trọng là không được để cho chúng nó quên làng quê, quên họ tộc. Hồi đầu năm tôi có công chuyện khẩn phải ra Bắc mấy tháng. Các họ tộc ở ngoài có vai trò rất quan trọng, phải học tập họ. Nhất định tôi phải học tập họ. Dạ, có lẽ lần sau tôi sẽ lựa dịp hè để đưa cả gia đình về thăm quê luôn thể. Còn chuyện tôi nhờ, ông trưởng cứ cho bàn lại trong tộc. Cũng phải để coi cái đã. Như anh mình thấy đó, cũng là làng quê, nhưng quê mình hết lúa rồi lại đến tầm tơ, hết tầm tơ lại quay về lúa. Dễ chi mà kiếm được nhân công nhàn rỗi. Thì đừng người nào hay người đó vậy. Ngoài chuyện người lao động có thu nhập ổn định, ông trưởng cũng có thêm một khoản để góp vô nhà thờ và mua sắm nhang đèn. Thôi rửa ha. Có chi tôi sẽ cho người điện báo lên đó cho anh. Dạ, dạ tôi xin phép ông trưởng. Ai thế ông trưởng? Giám đốc doanh nghiệp cà phê giàu nước vách ra trên Tây Nguyên. Ông thuộc ngành bậc chi nhánh nào ạ? Nếu thuộc ngành bậc nhánh chi thì ba mi đã biết. Ông là con cháu của họ Nguyễn Duy ở bên thôn Giáng La.
Chắc ông nhờ ông trưởng tuyển mộ nhân công. Định dùng mấy đồng bạc rồi phúng vô nhà thờ để tôi mộ phu cho ổng. Đâu dễ vậy. Thời buổi này đi làm thuê cũng là chuyện thường. Mắc gì ông trưởng phải ý tứ trước sau cho thiệt. Dù có phải chết đói thì không một ai trong cái tộc Đinh Bá này được đi làm thuê cho các tộc khác trong làng, trong xã. Thôi, mấy cha con lên nhà thờ thắp nhang đi, rồi xuống chỗ tôi có chuyện. Dạ, chẳng rõ ông trưởng cho tìm cả nhà qua có chuyện gì vậy ạ? Mọi người uống nước đi. Dạ, mời ông trưởng uống nước. Cảm ơn. Trước hết, mọi người nên hiểu cho. Nếu xét về tuổi tác, thì tôi chỉ hơn thằng Thắng có chục tuổi đầu. Lại suốt ngày quanh quẩn với mấy sào vườn của nhà thờ tộc, cho nên nhận thức cũng chẳng bằng ai. Có việc gì thì ông trưởng cứ dạy. Mọi chuyện trong tộc từ xưa tới nay được bàn định theo ngạch bậc chứ không theo tuổi tác. Tôi cứ nói trước như thế. Nếu có điều gì không đúng thì cứ cho ý kiến, rồi ta sẽ bàn đến đầu đến đũa. Cả làng cả xã không có ông trưởng tộc nào dân chủ như ông trưởng tộc mình. Nhất là sau khi ông có chuyến đi ra Bắc hơn một tháng. Vậy thì thế này. Thứ nhất là cái chuyện thằng Thắng làm dịch vụ chuyên chở. Có ai đó phàn nàn sao ông trưởng? Phải hiểu rằng chuyện làm ăn trong làng trong họ còn khó hơn là chuyện ngoài phố. Đã có người đến đây nói rằng mi chở lúa cho ông chú họ mà lại lấy tiền công bằng với giá người ngoài. Vì là chú Năm rồi, sao anh không bớt cho chú ấy một xíu? Không chỉ chú Năm mà với tất cả bà con trong làng xã, con chỉ lấy đủ tiền dầu nhất cộng thêm chục ngàn phòng khi sửa chữa thay thế phụ tùng. Tao biết chứ, nhưng có chỗ mà mi phải chịu thiệt để cho ba mi có tiếng thơm ở trong làng trong xã. Đúng thế ông trưởng à, tôi đã nói với nó bao nhiêu lần là làm chi thì làm, chứ không được để lời ra tiếng vô chê bai gia đình dòng tộc. Đúng quá rồi, tôi vẫn thường nói với mọi người trong họ là tộc mình có thới là người luôn luôn chu đáo. Dạ. Ê, nó làm việc gì cũng tính tới tính lui. Xin ông trưởng tha lỗi, giá công vận chuyển của cháu đã thấp tới mức hết đường tính, hết đường lui rồi. Mi bôn ba mấy năm va đập đâu có ít, vậy mà mi không khôn bằng tao. Phải có cách chứ. Có cách chi thì xin ông trưởng cứ bày cho cháu nó làm ăn. Trước là đẹp mặt nhà mặt tộc, sau nữa là tích cóp.
tính chuyện vợ con. Thôi, nôn chi bằng cái chuyện vợ con. Ông trưởng, ông có cách chi thi bài cho thằng Thắng? Mi phải tìm lý do sao cho chính đáng, để nâng giá người ngoài và bớt giá cho người trong tộc. Tùy theo chi nhánh ngạch bậc mà bớt. Anh à. Dạ, nhưng làm theo ý của ông trưởng đâu có dễ à. Trong tộc còn có người xa, người gần, người bên nội, bên ngoại. Nếu làm theo ý của ông trưởng thì đến cử nhân kinh tế cũng không thể lập nổi bản giá cước vận chuyển cho chiếc xe công nông cà tàng của anh Thắng. Tôi chỉ gợi ý như vậy, rồi cha con vợ chồng về nhà rồi bàn tính với nhau. Đừng để cho nhà thờ của tộc này là cái nơi cãi cọ về cái chuyện cơm áo gạo tiền. Nhất định cha con tôi sẽ bàn với nhau theo hướng gợi ý của ông trưởng. Dạ. Chưa hết, cứ ngồi đi. Bây giờ tôi mới nói tới cái việc rất chi là quan trọng. Thưa ông trưởng, xin ông trưởng để khi khác, kẻo lỡ công việc buổi chiều. Không, chuyện này ngắn gọn thôi. Mọi người nghe và thực hiện, chứ không nên bàn qua cãi lại. Dạ, xin được nghe ông trưởng ạ. Tụi con nghe tụi con nít hát về về chuyện thằng Thắng và con Thủy. Dĩ nhiên là tôi không thể nào tin vô cái chuyện hết sức là tầm bậy đó. Nhưng để bịt mồm bịt miệng như cái đứa lắm chuyện á, thì thới và ngà phải lo cái chuyện cưới vợ cho thằng Thắng và gả chồng cho con Thủy. Lo cho đứa nào trước cũng được, miễn là sớm ngày nào thì tốt ngày đó. Chuyện đã đến nước này, tôi cũng xin thú thiệt với ông trưởng. Chuyện tụi con nít đặt về là có thiệt. Con Thủy với thằng Thắng thương nhau thiệt lòng. Chúng nó đang muốn xin phép vợ chồng tôi, xin phép ông trưởng và bà con trong tộc. Thôi, ngà không phải nói nữa. Ý thới thế nào? Dạ, thưa ông trưởng, lúc đầu khi mới biết chuyện tôi đã ra sức ngăn cản, vì tôi sợ tai tiếng trong tộc ngoài làng. Chứ sao? Lúc đầu thì đám lít hát về truyền khẩu, sau nữa thì những kẻ lắm chữ sẽ viết thành tuồng để diễn ở đình làng cho mà coi. Ông trưởng quá lời, chứ xét cho cùng, con Thủy với thằng Thắng đâu có chung huyết thống. Chỉ nói được cái câu, thằng Thắng và con Thủy không chung huyết thống. Vậy sao thím không nhớ là chú Thới nè, đã thề trước bàn thờ tộc, khi chú ấy đón hai mẹ con thím từ ngoài bãi về đây. Sao? Chú đã nhớ lại chưa? Dạ nhớ. Mà sao à? Chú hỏi lại tôi như vậy, tức là chú chẳng nhớ gì cả. Khi đó, trước bàn thờ tộc và trước sự chứng kiến của mọi người, chú xin cưới thím ngà đi làm vợ. Và quan trọng hơn là chú xin nhận con Thủy nè làm con. Dạ thưa ông trưởng, không phải vậy ạ. Hồi đó tôi chỉ khấn nguyện là yêu thương ngà suốt đời, yêu quý con Thủy như là con đẻ.
không phải như con, mà là làm con. Thế mới thành chuyện chứ. Điều thiêng liêng trước bàn thờ tộc tôi đâu dám chối. Xin ông trưởng nhớ lại. Khi đó tôi cũng chỉ mới 6-7 tuổi đầu, mới chỉ biết cùng thằng Thắng nhăm nhe bốc trộm xôi cúng thôi, chứ nào đã biết chuyện người lớn gì đâu. Nhưng nói có sách, mách có chứng, giấy trắng mực đen, và ở trong gia phả còn ghi rõ lúc đó chú nhận con Thủy làm con. Mà đã nhận con Thủy làm con á, thì con Thủy nó phải được nhập họ. Mà đã nhập họ thì con Thủy làm sao lấy được thằng Thắng. Để tôi lên tôi lấy sổ xuống cho coi. Thủy, khỏi phải mở gia phả ông trưởng à. Với lại có mở ra thì chỉ mỗi ông trưởng đọc được, chứ cả nhà cháu đâu ai biết chữ Nho. Thủy, không được hỗn. Con đâu dám hỗn, má cứ để con thưa chuyện. Xin lỗi ông trưởng, cháu tin Dượng chứ không tin gia phả. Thủy, con nói năng cái chi mà hồ đồ như con nít vậy. Con không hồ đồ đâu. Nếu không tin, ông trưởng cứ coi giấy khai sinh, coi học bạ và cả chứng minh nhân dân của cháu nữa thì biết. Dạ thưa ông trưởng, xin ông bỏ qua cho cái tội cháu nó hỗn hào. Nhưng quả thật là tất cả các thứ giấy tờ của con Thủy đều mang họ Ba Kim của nó. Cháu nói ra điều đó không phải để ông trưởng cho phép cháu và anh Thắng lấy nhau đâu. Vì chuyện đó sẽ không bao giờ có nữa. Cháu xin phép ông trưởng. My phải không? Không, không phải tao. Vậy thì My. Tao không biết thiệt mà. Nếu My không nói, tao cắt nát tấm lụa của My. Tao lại My, tao không biết thiệt mà. My. Tao không biết. Sao? Không đứa nào chịu nhận à? Vậy thì tao đó. Đâu, My nói thiệt hay giỡn? Thiệt chứ giỡn chi. Năm nhát kéo cả thảy. Nếu mày ngon thì cắt ruột của tao coi. Cần chi phải cắt lụa cho hèn. Tao cắt tóc trên đầu mày nè, cắt không còn một sợi, để cho mày biết ai ngon. Thủy, tao xin mày đừng cắt tóc tao. Tao dệt đành mày tấm khác. Thủy, Thủy, đừng cắt tóc tao. Đừng, Thủy, đừng mà Thủy. Tụi bay ra đó đi. Tất cả nghe tao nói, nếu bây giờ đứa nào sát vô mũi kéo này dính vô mặt thì đừng có trách. Chúng ta không vô nữa. Mi đừng cắt tóc của nó, tội nó. Để nó dịch đời mình tấm khác. Tha cho nó đi Thủy. Nghe đây, một đền thành ba, chịu không? Chịu, buông ra đi. Tao chịu thiệt mà. Có mấy đứa làm chứng, Mi mà chạy làng thì tao không chỉ cắt tóc trên đầu Mi đâu nghe.
Có ai ở nhà không vậy? Anh Sơn cần gặp ai? Ủa, Thủy ở nhà mà sao im tiếng? Anh cần gặp Dượng em. Nè, đừng tưởng biết chuyện Dượng muốn gả em cho anh mà làm ngon nghe. Vô nhà không thấy ai mà dám ngồi lại như ông tướng. Thì thấy cửa không khóa, anh đoán là có người ở nhà nên ngồi chờ, chứ có ý tướng tá chi đâu. Dượng em không có ở nhà, lúc khác anh đến gặp. Vậy thì cho anh được nói chuyện với em. Ngồi xuống đi. Có gì thì anh nói lẹ lên rồi ra khỏi đây, kẻo dân làng lại hát về về em và anh cho mà nghe. Tưởng gì, chứ hát về thì anh đâu có ngán. Cả em nữa, em đâu có ngán mấy câu hát về bằng sợ thắng bất chợt về bắt gặp, đúng không? Anh đã biết chuyện đào cắt nát tấm lụa trên khung của em. Tại nó thấy anh quý em nên ghen đó. Còn chuyện ở nhà thờ tộc thế nào? Đủ thứ vòng vo nên em bỏ về trước. Vậy còn Thắng? Từ lúc ở nhà thờ tộc về đến giờ em đã giáp mặt đâu mà biết ý ảnh thế nào. Thế em có biết chuyện Thắng vớt được một cô gái ở bến đá Giáng La không? Không phải vớt được mà là cứu được. Nghe nói là con của chú Bình, chủ doanh nghiệp cà phê trên Tây Nguyên. Vậy là đã có một cô gái đẹp, lại con nhà giàu, chịu ơn cứu mạng của Thắng. Thì sao nào, anh không muốn nói rằng cô ấy sẽ yêu anh Thắng vì cái ơn cứu mạng đó chứ? Chưa hẳn thế. Thủy nè, em kiểm tra lại coi em có yêu Thắng thiệt không. Chẳng lẽ yêu giả? Anh nên nhớ rằng em với anh Thắng sống cùng chung với một mái nhà từ khi em 3 tuổi đến bây giờ. Chính vì thế mà bây giờ em và Thắng có với nhau một tình cảm theo kiểu... Anh xin lỗi, theo kiểu lửa gần rơm, chứ không phải là tình yêu thật sự. Nè, có phải anh đến đây để chia rẽ tình cảm với em và anh Thắng? Thủy đừng nghĩ về anh như vậy. Ít ra là đối với em, anh không phải là kẻ điểu cán như thế. Anh xin lỗi. Đủ chưa hả dì? Chứ không phải anh đi chở đá bên thôn Giáng La sao? Con chở rồi. Trên đường về con ghé qua đây đón dì, để dì đỡ phải gánh nặng. Lá dâu chứ có phải đá đeo trong lòng đâu mà nặng. Mà hôm qua ở bến đá Giáng La, anh nhảy xuống sông cứu ai thế? Dạ, một cô gái. Nhưng con cái nhà ai? Con không hỏi, nhưng coi cách ăn mặc của cô ấy thì cô ấy là con nhà có cổ của học. Vậy thì hơn con Thủy là cái chắc. Nè, dì hỏi thiệt, anh có quyết thương con Thủy không? Thì trưa nay ở nhà thờ tộc dì nghe rồi đó. Thủy đã nói thẳng là sẽ không có chuyện tụi con thành vợ thành chồng. Anh chấp chi câu nói trong khi hờn dỗi của nó? Tôi hỏi vậy chứ không có ý ép anh đâu. Tôi không vì con gái mình mà đẩy anh đến chỗ chống lại cha, chống lại cả tộc. Vì nói vậy cũng không phải. Cái chính là ở chỗ Thủy, cô ấy nản lòng. Không chỉ bởi ba con và ông trưởng tộc phản đối,
mà còn do tác động của người khác. Ý anh nói tới thằng Sơn chứ gì? Dì biết là con Thủy nó chỉ thương anh thôi. Khỏi nghĩ ngợi dông dài, cả cái chuyện con Thủy nó muốn bỏ quê vô thành phố nữa. Nếu anh quyết lấy con Thủy thì ráng nói cho lọt tay ông già với ông trưởng. Khi đã thành vợ thành chồng rồi, nó muốn bỏ đi cũng không được. Nếu làm theo ý của dì thì ngoài việc thuyết phục ba con và ông trưởng, con còn phải giả như đồng ý với Thủy, giả bỏ quê để cưới cho được. Liệu có nên nói dối thế không hả dì? Nói dối hay nói thiệt với dì không quan trọng, miễn là anh và con Thủy lấy được nhau. Còn sau này chán quê, anh chỉ muốn đưa nhau đi đâu tôi không giữ. Sượng bữa nay dịch đêm, không có chị Thủy ở đó. Thế My có hỏi mọi người là chị Thủy đi đâu không? Em chỉ đứng ở ngoài cửa sổ ngó vô, không thấy chị là em về. Dốt ơi là dốt. Thôi mà, chắc nó ở tiệm gội đầu. Cứ ăn cơm đi, lát nữa nó về ăn sau cũng được. Tuấn nè, con có thấy anh Sơn ngoài xưởng không? Dạ không. Nhưng con kịp nghe thấy mấy chị nói với nhau. May mà bữa nay con Thủy không hất chọc đầu con Đào. Đi còn nghe thấy gì nữa? Dạ không. Thủy bỏ đi rồi. Mà nó bỏ đi đâu mới được chứ? Anh Thắng, theo anh con Thủy đi đâu? Con cũng chẳng biết nữa. Biết tìm nó ở đâu bây giờ? Để tôi đạp xe lên thị trấn. Khỏi ba. Chuyến xe cuối cùng đã chạy từ đời tám quánh nào rồi. Ba và dì khỏi phải lo, cô ấy không bỏ đi một mình đâu. Em tìm cái gì? Chìa khóa nhà ngoài bãi phải không? Phải. Anh còn hay để ở đâu nữa? Đã bao năm nay mỗi lần thắp nhang về là tôi chỉ để ở đây. Không có. Vậy là con Thủy ra nhà ngoài bãi. Anh lấy xe chở em đi cho lẹ. Đi. Kệ anh Thắng, anh cũng phải đi tìm chị Thủy chứ. Thủy nè, con giận Dượng lắm phải không? Dạ không. Con nói thiệt đó. Còn ông trưởng có nói điều chi? Con cứ để ngoài tai, từ từ rồi Dượng tính. Chứ sao lại bỏ ra đây ở một mình? Anh không phải ngọt ngào với nó như thế. Nè, nè, chuyện đâu đã có chi mà em phải dùng đến roi vọt. Anh tránh ra đi, tôi dạy con tôi. Nghe nói đã. Anh tránh ra. Thủy, ai cho phép con tự ý ra đây một mình? Má nói chi lạ, đây là nhà ba Khiêm để lại. Con ra đây tức là về nhà của con, chứ có bỏ đi đâu. Cứ cho rằng đây là nhà của con thì con cũng phải xin phép má, và ít nhất phải xin phép Dượng một tiếng. Em, Dượng đã nuôi con từ tấm bé, thương con còn hơn thương anh Thắng. Bây giờ con tự ý bỏ ra ngoài này mà không nói với Dượng một lời, coi có được không? Nè. Con thiệt càng nghĩ. Dượng tha lỗi cho con. Má còn nói đúng đó. Nhưng mà Dượng thì không trách con đâu. Thôi thu xếp đồ đạc vô giỏ đi, để anh Thắng trở về trong đó. Cơm canh nguội cả rồi. Chưa hết. Má hỏi con tội thứ hai. Sáng nay ở xưởng dệt xảy ra chuyện gì? Tại con Đào nó ghen ăn tức ở nên cắt nát tấm lụa của con. Chứ không phải nó ghen dịp cô với thằng Sơn à? Chuyện đám con gái
Anh Sơn mắc mớ chi mà má nói? Nè, đừng tưởng tôi không có mặt ở xưởng mà không biết mọi chuyện đâu nha. Tôi hỏi, chiều nay cô không có mặt ở xưởng? Thằng Sơn cũng thế. Vậy hai người ở đâu? Má đi mà hỏi ảnh, con không biết. Không qua được mắt tôi đâu. Chiều nay cả nhà đi vắng, chỉ có một mình cô về lấy đồ để ra đây. Vậy thì cô tiếp ai mà có hai ly nước trên bàn? Tiếp ai mà chẳng được. Thì cứ cho là thằng Sơn đến chơi, con Thủy tiếp chuyện thì đã sao? Em kỹ tính thế sống sao nổi? Không kỹ tính thì để anh muốn gả nó cho ai thì gả hay sao? Tôi nói cho cả anh và con Thủy biết, chừng nào tôi còn sống thì không có chuyện Sơn Thủy nào hết. Đứng dậy, xách túi về. Còn ngồi lì đó để cho cả nhà nhịn đói thì cô phải không? Dượng ơi, xin Dượng cho con được ở lại đây. Con nói cái gì? Con định xin với Dượng ở lại đây một mình giữa đêm hôm đồng bãi hay sao? Có sao đâu Dượng. Đừng có mà dở hơi. Đồng không mong quạnh thế này, mấy con ma nó không tha cho cô đâu. Có ba Khiêm con đó, con chẳng sợ con ma nào hết. Là tôi nói mấy con ma sống á, nửa đêm mấy thằng thả lưới câu mò lên, tới lúc đó hối không kịp. Vậy hồi ba Khiêm mới tái ngủ, chỉ có má với con mới hơn 2 tuổi đầu ở lại đây, có sao đâu. Hồi đó bà con chồng xóm đêm nào cũng cắt cử người ra đây ngủ với hai má con đó Thủy à. Chứ không phải mấy con ma sống thấy Dượng ở lại canh cổng nên không dám mò vào sao? Dượng chỉ ra đây canh cổng khi có giấy báo tử của ba Khiêm con. Bắt đầu quá trớn rồi nghe. Đứng dậy về. Con ở lại đây thiệt đó, má cũng ở lại đây. Con có chuyện muốn nói riêng với má. Chuyện gì mà phải ở lại đây mới nói được? Nè, nếu cô bị ma ám á, thì để tôi quất cho vài cây roi dâu này cho hết. Thôi, đêm nay hai má con cứ ở lại đây, mai rồi tính. Vậy anh về đi. Từ khi anh biết chuyện con Thủy với thằng Thắng là anh đã muốn tách chúng nó ra rồi. Nè, ra tôi bảo đi. Em không hiểu gì hết trơn. Đã từ lâu con Thủy nó có ý định bỏ nhà bỏ quê, bây giờ nó còn ở đây là tốt rồi. Em chỉ khó ở đây vài hôm với nó và tìm hiểu tâm tư của nó, tỉ tê dụ dỗ nó về nghe. Nhưng mà anh với thằng Thắng không để độc hai má con em ở đây đâu mà lo. Nhưng mà còn cám heo, còn dâu tầm, rồi còn cơm sáng cho mấy cha con. Anh lo rồi... được, anh lo được. Em cứ vô với con đi, chốc nữa anh mang cơm ra cho hai má con. Đi đi đi. Dì với Thủy đi bộ về hả ba? Không, hai má con ở lại ngoài bãi. Anh hâm cơm canh cho nóng, chốc nữa mang ra đó. Ba nói thiệt đi, có phải ba muốn cho Thủy lấy thằng Sơn không? À, lúc đầu thì thế, vì tôi sợ mang tai tiếng với dân làng. Thế còn lúc này, lúc mà ba đã nghe dân làng hát về về chuyện của con với Thủy? Nhưng lại sinh ra cái chuyện rắc rối trong gia phả tộc. Ai chứ ông trưởng thì chẳng chịu để yên đâu. Ông sẽ cho họp toàn tộc, sẽ cãi vã đủ chuyện. Mà nè, sao lúc nãy ngoài bãi anh không vô nhà nói với con Thủy một câu? Nó mà bỏ làng đi thì mọi chuyện sẽ tệ đến mức không thể lường được đâu. Con cũng nghĩ thế. Có lẽ phải làm theo ý của dì thôi. Ý gì anh thế nào? Nhưng làm thế lại khổ ba. Con thì con không muốn. Nhưng ý bà thế nào mới được chứ? Là ba phải gánh chịu tất cả để cho con và Thủy lấy nhau. Khi đã có gia đình rồi thì cô ấy sẽ không bỏ đi đâu được nữa. Con đã nói hết ý định cho má nghe rồi đó. Nếu má làm tay trong cho ảnh thì bể mánh. Khi đó con bỏ nhà đi luôn cho coi.
cả 5 năm trời nó đi bộ đội, xa cách chưa đủ hay sao mà bây giờ còn bày đặt ra đây ở riêng để thử thách với lại kiểm tra tình cảm. Thì con cũng phải kiểm tra lại tình cảm của mình nữa chứ bộ. Người ta yêu nhau là hò hẹn, là đưa đi đón về, là tìm hiểu đủ chuyện. Nghe mấy đứa con gái trong xưởng kể thì chuyện tình cảm của con với anh Thắng chẳng giống ai hết trơn. Dở hơi, con với thằng Thắng sống với nhau từ khi còn ở truồng, có chi không hiểu mà phải tìm. Ở chung với một mái nhà, cần gì phải hẹn hò đưa đó. Vì thế, cho nên con mới sợ rằng chuyện tình cảm của tụi con chỉ theo kiểu lửa gần rơm thôi. Có phải chiều nay thằng Sơn đến nhà nói với con như vậy không? Con đừng có mà nghe lời thằng Sơn nó suối. Nó là con cò đang quậy cho đục nước đó. Má nè, đã cả 20 năm trời nay má con mình mới ra ngủ lại ở đây, má thấy thế nào? Thì thấy tự do, thấy thoải mái chứ thấy chi. Nếu ba không hy sinh thì má con mình đâu có lâm vô cái cảnh con anh con em rắc rối như bây giờ. Nào, vợ chồng tôi xin được mừng chuyến trở về thành phố của anh. Để chờ cháu Hà, cháu Nguyên xuống rồi hãy bắt đầu cho vui. Thôi, mặc kệ tụi nó, ngắm cảnh trên đó. Nào, mời chú Chức, cô Yến. Em xin chúc cho doanh nghiệp cà phê Nguyên Hà của anh Bình ngày càng phát đạt. Chúc mừng sức khỏe. Cảm ơn cô chú. Chào anh Bình, mừng cho sự kết hợp làm ăn giữa chúng ta. Y, từ từ thôi chú Chức. Tôi quen lai trai theo kiểu Tây Nguyên, mà chú cứ tấp theo kiểu Nam Bộ, e rằng tôi đứt cánh giữa đường đó. Anh dứt ở đâu ta dừng ở đó. Vậy cô chú cho tôi được nói mấy lời. Trước hết, cho tôi được gửi lời cảm ơn cô chú về cái vụ mua nhà thay vì thuê nhà ở thành phố cho hai cháu Nguyên Hà. Riêng cái vụ này, một mình anh Bình phải uống cả chai mới được đó nghe. Anh chị vừa khỏi phải mất tiền thuê nhà, lại vừa bán được với giá gấp đôi, gấp ba khi hai cháu học xong. Anh chị sẽ lời cả bạc tỷ đó nghe. Đúng là thời buổi này có thể kinh doanh mọi nơi mọi lúc. Nếu xét về bản thân mình một cách nghiêm túc thì tôi chỉ có máu sản xuất chứ không có đầu óc kinh doanh. Thì mừng cái máu sản xuất của anh. Nào, để tôi nói hết đã. Điều thứ hai, có xuống đây mới thấy được mạng lưới các tiệm cà phê giải khát của cô chú lớn như thế nào. Đành rằng tôi có cà phê tôi bán, cô chú cần cà phê cô chú mua. Nhưng tôi không thể không nói lời gửi gắm nhãn hiệu cà phê Nguyên Hà cho cô chú. Anh Bình đã có lời như vậy, anh thử liên lạc qua bển coi sao. Có chuyện gì cô chú có thể cho tôi biết được không? Nói trước e bước không qua. Nào, ta cạn ly chứ. Ngắm đã chán chưa? Để con về nhà kẻo bay với cô chú chờ. Mẹ em mãi nghĩ gì để kem tan hết vậy? Em đang nhớ về con sông quê mình, như đang nhìn thấy nó. Thiệt gì không? Thiệt. Em nhìn thấy con đường nhỏ xíu chạy hướng ra bắc. Đó là quốc lộ 1. Nó gặp một con sông xanh biếc như dải khăn voan trên vai một cô thiếu nữ. Sông Thu Bồn quê mình đó anh hai. Em thấy cả bãi Điện Bình, thấy cả một đàn bò đang gặm cỏ trên đó. Hai bên bờ sông là những cánh đồng dâu xanh ngát. Còn chỗ có nhiều nhà ngói đỏ, đó là quê nội Giáng La. Anh hai nhìn thấy không? Em thấy bến đá trên bờ sông quê mình,
thấy cả một chiếc xe công nông đang chở đá ra khỏi bến. Mà anh hai biết ai lái xe công nông đó không? Chính là người đã cứu em khỏi chết đuối đó anh hai. Chào Thắng, làm gì ở đây vậy? Nhìn thì biết, còn cậu sao không ở xưởng dệt mà ra bến làm gì? Chả là xã đang có hướng chuyển hẳn xưởng dệt cho tư nhân quản lý. Vì vậy, mình muốn khảo giá nguyên vật liệu trước, để khi thời cơ đến, còn kịp mà đầu tư. Vậy là sắp thành ông chủ rồi à? Có việc gì kêu mình tới làm thuê cho cậu nha. Đi nghe. Sơn, lúc nào cậu rảnh? Xã mới có hướng như vậy, chứ cụ thể chi đâu. Yên tâm đi, đến lúc đó một chiếc xe công nông của cậu không chở hết việc. Mình nói với cậu việc khác, tối nay được không? Vậy Thắng qua nhà, má mình chiều nay đi ăn dỗ, chắc khuya mới về. Gặp nhau ở bến đá này được không? Cũng được. Từ nay con Đào muốn đi đâu, làm gì, chắc phải xin phép con Thủy. Nhìn mặt con Thủy hiền khô, vậy mà đến khi sát vô mới biết nó chẳng vừa. Cũng tội cho con Đào, một đền thành ba, tháng này chắc nó không nhận được một đồng bạc cắt. Ai mượn phách lối, tấm lụa đang lành trên khung của người ta mà dám làm năm nhát kéo. Còn hai tấm nữa, khi nào đưa? Mi thương tao, tao sẽ không làm thế nữa đâu. Ấy là tao có lời xin vậy. Nếu mi không chịu thì giờ xong tấm nào tao đưa mi tấm đó. Tao lấy kéo cắt lỗi chứ có giết mi đâu mà sợ. Thôi cầm tấm lụa về đi, tao không lấy đâu. Tao nói thiệt đó. Thôi về khung của mi mà dệt đi. Nếu hai tấm còn lại mi không lấy thì tấm này mi phải nhận tao mới chịu. Tao nói thiệt nghe, thứ nhất là mi cắt khi tao mới dệt được một xíu, bây giờ mà lấy cả tấm thì thiệt tội cho mi. Thứ hai là mi dệt xấu thế này, tao lấy làm chi cho mang tiếng.